Kính chào quý vị, Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Khỏe để sống vui. Như vậy là chúng ta cùng nhau chào đón một mùa xuân mới Quý Mão 2023 với những điều mới mẻ đang đến. Và nhân một dịp đặc biệt này thì Khỏe để sống vui cũng có một chủ đề đặc biệt để cho quý vị có thêm nhiều niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống. Chủ đề đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi clip ngay sau đây. Sức khỏe tinh thần có thể được hiểu là trạng thái cân bằng giữa tâm lý, tư duy và khả năng đương đầu trước những sóng gió trong cuộc sống. Mặc dù vậy, trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, chúng ta thường chỉ quan tâm bảo vệ sức khỏe thể chất mà quên mất đời sống tinh thần. Điều này dễ dẫn đến những chứng rối loạn tâm lý, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Năm cũ đã qua, năm mới tới, đây là thời điểm tuyệt vời để mỗi chúng ta dọn dẹp lại tinh thần của mình, chuẩn bị cho nhiều điều mới mẻ phía trước. Làm sao để duy trì tinh thần luôn vui vẻ, tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc sống? Câu trả lời sẽ có trong talk show Khỏe để sống vui với chủ đề Detox tinh thần đón Tết. Với chủ đề Detox tinh thần để đón Tết, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ những vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Sơn, tác giả của những cuốn sách chữa lành được rất nhiều người yêu thích. Và hy vọng rằng với cuộc trò chuyện cùng với hai vị khách mời thì chúng ta sẽ đem đến thật là nhiều những thông tin hữu ích dành cho quý vị khán giả. Thông thường một năm qua đi thì sẽ có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc vui buồn. Và để có thể tổng kết năm vừa rồi của mình thì đối với hai vị khách mời của chúng ta sẽ như thế nào đi ạ? Xin mời anh Ngọc Sơn trước. Hai năm vừa qua thì chúng ta phải đối diện với dịch Covid-19 và nó đã thay đổi rất nhiều những cái thói quen trong cuộc sống cũng như là cả những cái suy nghĩ của các bạn trẻ nữa. Năm qua thì Sơn cũng có một cái tín hiệu rất là vui mừng khi mà một cái cuốn sách mới ra mắt, dù không được tổ chức họp báo giống như là những cuốn sách trước nhưng mà vẫn được các bạn đón nhận rất là nhiều, và mình đang hướng tới những cái cuốn sách làm sao để có thể mang đến những cái nguồn năng lượng tích cực dành cho các bạn trẻ. Thì cái này là mình thấy là các bạn trẻ đang thiếu thốn rất là nhiều và họ đang thực sự cần đến những cái tác phẩm giống như vậy. Và đúng như chủ đề ngày hôm nay, đó là để chúng ta có thể chữa lành những cái mặt tiêu cực trong cuộc sống. Quả thật là trong một năm và đặc biệt là khoảng thời gian dịch bệnh thì có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà với những chia sẻ của anh Sơn thì chương trình cũng có thể nhận ra là bằng cái tông giọng đầy hồ hởi và sự phấn khích để chia sẻ với quý vị khán giả như vậy thì có lẽ là chúng ta đang nhìn lại một năm với những niềm vui nhiều hơn là những nỗi buồn. Còn với bác sĩ Thu Giang thì sao ạ? Không biết là với một người làm việc trong lĩnh vực về tâm lý, sức khỏe tinh thần thì một năm qua của chị thế nào ạ? Thực tế thì mình bao giờ mình cũng dành những cái ngày, những cái thời gian cuối cùng của một năm để xem xét lại một cái năm trước của mình. Và cũng từ rất là nhiều năm rồi thì mỗi năm mình đều chọn một cái từ gì đó để đặc trưng cho cái năm qua của mình. Từ mà mình chọn cho năm ngoái là từ tự hào, khi mà chúng ta đang vẫn đang còn phải đấu tranh với Covid. Năm nay cái từ mà mình chọn cho năm vừa qua sẽ là từ biết ơn. Với rất nhiều những cái cung bậc biết ơn cuộc sống, biết ơn công việc, biết ơn cả những cái trải nghiệm, những cái thăng trầm, tất cả những cái khó khăn trong cái năm vừa qua. Biết ơn những người thân của chúng ta đã cho chúng ta thêm một năm được cống hiến, được sống, được trải nghiệm, được yêu thương, thậm chí là được giận hờn. Khi nghe những gì mà chị chia sẻ thì cá nhân Mai Anh cũng tự nhiên nghĩ lại về hành trình của mình và cũng cảm thấy biết ơn có lẽ là một từ mà rất phù hợp với những gì mà chúng ta đã trải qua. Bởi vì 2 năm đại dịch quá là khó khăn với rất là nhiều những mất mát. Và bây giờ chúng ta vẫn đang ngồi đây để cùng trò chuyện với nhau như thế này, để cùng chia sẻ những cái điều thú vị và hữu ích dành cho quý vị khán giả. Thì đó cũng là một cái điều may mắn của chúng ta rồi. Và về cái câu chuyện đại dịch ạ, thực sự ở đây là một cái khoảng thời gian mà nhiều người sẽ có cơ hội để nhìn vào bên trong mình. Giống như là có nhiều bạn trẻ nói rằng là đây là khoảng thời gian họ sống chậm. Trước đấy thì có thể rất là vồn vã với thế giới bên ngoài, với các công việc và hoạt động, có vẻ là hướng ngoại hơn. Thì đại dịch lại là cơ hội để mà mình hướng nội. Và lúc này thì mọi người tự nhiên phát hiện ra là mình rất là nhạy cảm trong khoảng thời gian đấy. Thì với anh Sơn, anh nghĩ sao về điều này ạ? Ở góc nhìn của mình thì mình không nghĩ là các bạn trẻ bây giờ bị tiêu cực hơn đâu. Chỉ là các bạn có nhiều phương tiện để thể hiện cái nỗi lòng của mình thôi. So với cái thời điểm của mình mới tiếp cận mạng xã hội thì mình cũng có những trải nghiệm như thế. Cũng có những ngày tự khi mà Facebook nhắc lại ngày này năm xưa nhé, tự đặt câu hỏi là không hiểu tại sao lúc đó mình lại phải đối diện với nhiều những cái cảm xúc tiêu cực và có nhiều những cái status mơ hồ, nhiều status linh tinh như vậy. Thì bây giờ mình thấy là các bạn trẻ có nhiều phương tiện để các bạn thể hiện cái cảm xúc của các bạn.
bạn. Và chúng ta hàng ngày nhìn thấy quá nhiều những cái thông tin như vậy, thì chúng ta đang thấy là các bạn đang bị choáng ngợp giữa một cái luồng thông tin tiêu cực nó quá mạnh mẽ. Nhưng thật ra thì mình nghĩ là cái sự tiêu cực đó nó vẫn luôn luôn tồn tại, chỉ là bây giờ các bạn có nhiều cách để các bạn truyền tải nó tới mọi người và chia sẻ nó thôi, chứ không phải là các bạn trẻ bây giờ bị tiêu cực hơn. Nhưng mà mình cũng rất muốn các bạn cải thiện một cái kỹ năng, đó là kỹ năng chọn lọc thông tin. Bởi vì các bạn đang để những cái thông tin tiêu cực ở trên mạng xã hội bủa vây đến các bạn quá nhiều, khiến cho các bạn bị trượt dài theo tất cả những cái cảm xúc đó. Và vô hình chung là các bạn ấy không có cái cách để có thể xoa dịu những cái nỗi buồn của mình. Và đó cũng là lý do vì sao thôi thúc mình luôn luôn muốn đăng tải những cái bài viết nó mang một cái chiều hướng thật là tích cực, để giúp cho các bạn cảm nhận được những cái năng lượng, hay là có rất nhiều những cái vấn đề để các bạn quan tâm xoay quanh cuộc sống, chứ không chỉ là cái sự tan vỡ trong tình yêu, hay là những cái sự tức giận với gia đình của mình, hay là bất cứ lúc nào cũng cảm thấy là một cái việc gì đó không vừa ý là các bạn ấy sẽ thể hiện và sẽ bức xúc ở trên mạng xã hội. Thì lâu dần là các bạn ấy sẽ không còn cái khả năng hay là cái kỹ năng để chọn lọc thông tin, cũng như là để cải thiện những cái nguồn năng lượng trong chính bản thân mình. Vậy còn với bác sĩ Giang thì sao? Chị nghĩ sao về hiện tượng này? Thật ra thì mình vừa mới nảy ra một cái so sánh là tất cả cuộc sống con người nó giống như ngoài biển ấy. Thế thì các bạn trẻ là những con sóng gần bờ, càng có tuổi thì càng đi ra xa. Đừng nghĩ rằng thì là mặt biển phẳng lặng ở ngoài xa thì có nghĩa là không có sóng. Thật ra các con tàu thuyền nó đắm ở ngoài xa, nó không có đắm ở gần bờ. Thế thì vì chúng ta nhìn ở trên bề mặt hiện tượng, chúng ta nhìn thấy gần bờ các con sóng nó cứ ảo ạt, thì chúng ta nghĩ rằng là có thể là nó là những cái tan vỡ. Nhưng thực ra cũng không hẳn. Mình đồng ý với Sơn ở cái đó là cái cách thể hiện của các bạn trẻ, nó bởi vì là nó ảo ạt mà, cho nên là nó sẽ thể hiện một cách nó mãnh liệt hơn. Ở đây mình cho rằng thì là các bạn trẻ đang thể hiện một cách nó mãnh liệt quá, thế rồi thì là những cái bọt sóng nó hơi nhiều. Con gái mình chẳng hạn cũng ở cái thế hệ gọi là Gen Z, mình rất là nhớ là khi bạn ấy viết một cái status và bản thân mình cũng thấy giật mình, đó là gì, đó là hạnh phúc thì bằng thực tế trừ đi sự kỳ vọng. Cái hạnh phúc đấy nó sẽ dương nếu như mà bạn đừng đặt kỳ vọng quá nhiều và bạn nỗ lực cho thực tế nhiều hơn. Và đương nhiên nó sẽ âm nếu như bạn chẳng nỗ lực gì trong thực tế cả mà bạn lại đặt cái kỳ vọng cao. Thế thì thật ra khi mà bạn ấy viết cái đó, khi bạn ấy cũng còn rất là trẻ, thì mình thật ra bản thân mình là một người lớn, mình cũng rất là suy nghĩ. Mình bảo các bạn ấy chín chắn hơn bọn mình. Làm thế nào để điều tiết được đấy, làm thế nào để nó thể hiện nhưng mà mọi người vẫn nhìn nhận đúng mình. Thì mình nghĩ rằng thì là có lẽ là cái thế hệ trẻ hiện nay các bạn có nhiều phương tiện hơn, nhiều công cụ hơn, nhiều quyền lực hơn ở trong tay, thì hãy cố gắng tiết chế để làm thế nào đấy cái sức mạnh ở bên trong mình, quyền lực nhưng không có nghĩa là sức mạnh, đều phải đưa hết ra ngoài, ẩn chứa phía bên trong, thì sau này khi các bạn ra gần dần xa bờ ấy thì những cái con sóng ấy nó sẽ càng mạnh hơn. Và các bạn sẽ càng cần những cái kỹ năng để có thể đối phó, để có thể xử lý được, để có thể kiềm chế được. Dường như là các bạn sẽ cần có những cái rèn luyện về mặt trí tuệ cảm xúc, những cái về mặt tinh thần nó tốt hơn. Vâng, đôi khi nó cũng là một cái giai đoạn cần phải có để chúng ta trưởng thành hơn. Chúng ta hãy trải nghiệm, nhưng mà trải nghiệm trong sự an toàn, không quá dài, không quá rủi ro, không mang lại những cái hệ lụy mà chúng ta có thể sẽ ân hận về rất là nhiều năm về sau. Thì ok, cứ trải nghiệm đi, nhưng mà trải nghiệm mức độ vừa phải thôi. Vâng, thì tôi nghĩ rằng là những cái chương trình như này thì cũng giống như là một cái dấu mốc đi, để nếu như các bạn trẻ nào xem được thì các bạn ấy sẽ suy nghĩ lại về hành trình của mình. Và quay trở lại với anh Sơn, với những cuốn sách của anh, những cuốn sách chữa lành, và thường để mà viết ra được những điều đó thì mọi người sẽ phải đi qua đầy đủ những cái cung bậc cảm xúc lúc, nhưng mà có lẽ là anh cũng đã chuyển hóa được tất cả những cảm xúc tiêu cực trở thành những cái điều tích cực. Thật ra thì khi đến với cái công việc viết sách thì mọi người cũng luôn nghĩ là phải có nhiều cảm xúc lắm, phải có nhiều trải nghiệm lắm thì mới đúc kết được. Cái mình muốn chia sẻ đó chính là mình có thời gian để ngồi nhìn nhận lại tất cả những cái điều đó và tổng hợp lại thành những cái bài viết để có thể truyền tới cho các bạn trẻ, những cái độc giả của mình, những nguồn năng lượng thật là đẹp đẽ cũng như là thật là tích cực. Mình nghĩ là trong quá trình bất cứ một người trẻ nào trưởng thành thì họ cũng sẽ đều phải đi qua những vết xước, những nỗi đau về tình cảm này, về công việc không được ổn định này, về gia đình, hay là về cái quá trình họ yêu đương, họ không cảm thấy hạnh phúc. Đó, thì mình nghĩ là
cái không có bất cứ một cái câu chuyện ngoại lệ nào cả. Chỉ quan trọng là chúng ta đối diện như thế nào, hay chúng ta để cho những cái cảm xúc, cho những cái vết xước nó bị trượt dài, chúng ta bị khó chịu một việc gì đó, và chúng ta thường là có cái phản ứng là mình sẽ đổ lỗi cái sự khó chịu đó lên những người mà yêu thương chúng ta. Và chúng ta thì đối với người ngoài thì lại vô cùng là sởi lởi, vô cùng là quảng giao, nhưng mà chúng ta lại mang những cái cảm xúc tiêu cực đó về nhà. Và chính cái việc chúng ta đang chưa hiểu được cái con người bên trong mình, nó mới dẫn đến cái việc là chúng ta bị kỳ vọng quá lớn, nó mới bị dẫn đến cái việc là chúng ta đi sai đường, chúng ta có những cái lựa chọn nó không đúng đắn với cái mong muốn thực sự ở bên trong của mình. Nhưng mà mọi người đang bị nhầm lẫn giữa cái việc chữa lành với cái việc là chúng ta dọn dẹp những cái cảm xúc tiêu cực. Cái chữa lành nó là một cái gì đó mà đối với Sơn nó rất là cao cấp, và nó cần thời gian để chúng ta được kết nối với bản thân, chúng ta có thời gian để tĩnh tâm, chúng ta tập trung vào một việc gì đó, và chúng ta có thể thấu hiểu đôi khi là chúng ta phải chọc ngoáy vào chính cái nỗi đau đó để nó sẽ lành lại, và để chúng ta có thể thực sự là vượt qua được nó. Có một cái câu trong một bộ phim gần đây Sơn xem, đó là nếu mà chúng ta luôn luôn trốn chạy nỗi đau hay là những cái câu chuyện tiêu cực ấy, thì nó sẽ luôn ở trước mặt. Chỉ khi chúng ta dám đương đầu và vượt qua nó thì nó mới ở lại phía sau lưng. Và Sơn rất muốn truyền tới cho tất cả các bạn cái động lực đó, để cho các bạn có thể thấu hiểu chính bản thân và tìm cách để kết nối với chính bản thân mình. Thật ra đúng như Sơn nói, tức là cái câu chuyện chúng ta sẽ phải tách bạch giữa câu chuyện là dọn dẹp với lại câu chuyện chữa lành. Mình có rất nhiều trong cuộc đời, có lẽ 30 năm từ khi mình tốt nghiệp đại học, khi mình bắt đầu gọi là hành nghề bác sĩ cho đến giờ, mình sẽ trải qua rất là nhiều các cái cung bậc, các câu chuyện. Và cái ngày hôm nay thì cái câu chuyện mà mình nhớ đến là một cái câu chuyện chữa lành, là mình có tham gia hướng dẫn những cái nhóm dành cho những trước đây thì mình làm cho những bệnh nhân ung thư. Sau này thì với các khi mình làm với bệnh nhân ung thư thì mình mới thấy ra là các em bé khi mà bị những cái bệnh hiểm nghèo ấy, nhất là bị ung thư máu nó nhiều, thì làm việc với các em rất là dễ chịu, nhưng mà bên cạnh đấy thì mình lại thấy cái nỗi đau của chính người thân các em lớn hơn rất nhiều. Thế và sau đó những cái năm sau này thì mình có tham gia và mình có hướng dẫn một số các cái nhóm cho cha mẹ của trẻ bị ung thư. Thế thì một cái câu chuyện khiến mình cảm động nhất, trước đây mỗi khi mà sinh hoạt gặp nhau, nhìn thấy một người nào đó trông, nghĩa là trông cực kỳ, hoặc là không có xuất hiện ở cái buổi đó, hoặc là trông rất là nặng nề, thì bọn mình sẽ biết rằng là người thân, con, em của người đó đã mất rồi. Thế nhưng mà đến một ngày thì cái tuần đó bọn mình gặp lại thì gặp lại thấy cặp vợ chồng mà vẫn tham gia ở đấy, vẫn rất là đau buồn, nhưng mà các bạn ấy còn nói rằng là chị ơi, bé đã đi rồi chị ạ. Nhưng mà các bạn ấy nói với một cái sự bình tĩnh. Nếu như những người không ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ không hiểu được cái cảm xúc của mình. Mình là người hướng dẫn các bậc cha mẹ đó trong một khoảng thời gian dài. Dần dần có những bậc cha mẹ đã nói về những nỗi đau mà con mình đang phải chịu, không với giọt nước mắt nữa, với một sự bình tĩnh. Bởi vì có những người bạn, những bạn rất là trẻ nói với mình là chị ơi, sau khi tham gia những cái sinh hoạt này em hiểu cái cách, đây không phải là em, bản thân em chữa lành cho em phải chữa lành cho cả con em, cho cả những người xung quanh, cho cả bố mẹ em còn đang rất là già nhìn thấy nỗi đau đấy. Thế thì đấy là một quá trình mà mình gọi đấy là chữa lành ngay khi vết thương vẫn còn đang cứa vào mình, chứ không phải là chữa lành sau khi ta đã có vết thương, mà chữa lành khi mà vết thương nó đang xảy ra. Thì đấy là một điều mình nghĩ là mình rất là trân quý. Có lẽ như vậy thì khi mà biến cố đến thì chúng ta sẽ vững vàng hơn. Nhưng mà nó lại có một cái câu chuyện nữa là đôi khi có những người họ cố gắng tỏ ra lạc quan, mà người ta hay dùng là sự tích cực độc hại ấy. Cố gắng tỏ ra lạc quan, cũng tiếp nhận rất nhiều kiến thức để chia sẻ với người khác, nhưng mà chính từ nội tâm bên trong, từ sâu thẳm bên trong thì họ lại bị rỗng, họ cũng cảm thấy là nhiều tổn thương. Thì làm thế nào để chúng ta tránh khỏi tình trạng này đấy ạ? Có rất nhiều người thì họ đang tỏ ra là họ tích cực, và đôi khi là họ đang bị né tránh tất cả những cái cảm xúc khác. Họ sẽ liệt kê ra là ví dụ như bạn ca thán này, bạn kêu với họ một cái vấn đề gì đó thì họ cũng sẽ không đón nghe, bởi vì là họ nghĩ đấy là họ đang bị những cái nguồn năng lượng tiêu cực bám lấy mình. Thì mình thấy ra cái việc bạn duy trì năng lượng tích cực á, nó không đồng nghĩa với việc là bạn phải né tránh tất cả những cái câu chuyện chưa được tốt đẹp từ những người xung quanh, mà là bạn đối diện nó với một cái tâm thế tốt, với một cái sự lạc quan, và bạn luôn tin rằng những điều tốt đẹp nó sẽ đến khi mà chúng ta cố gắng trau dồi kỹ năng sống, chúng ta làm thật nhiều những cái việc tốt đối cho những người xung quanh, đúng không? Hãy dành một trái tim chân thành, yêu thương đối với tất cả những cái mối quan hệ xung quanh mình. Thì mình muốn được
cái phân tích giữa cái việc tích cực độc hại và cái việc là bạn sẽ tích cực từ sâu bên trong. Mình cũng rất muốn phân loại rõ rệt giữa sự tích cực độc hại và sự tích cực từ sâu bên trong. Khi mà bạn đối diện với bất cứ một vấn đề gì đó cũng với một cái tinh thần lạc quan, một tâm thế để chúng ta đón nhận. Khi mà chúng ta nghĩ đến những cái điều tốt đẹp thì tự khắc những điều tốt đẹp ấy nó sẽ tới. Mình thì nghĩ đến ba cái cấp độ của sự lạc quan. Ở cấp độ thứ nhất đó là cấp độ tỏ ra lạc quan. Đấy là cấp độ thấp nhất và là cấp độ không nên làm. Ở cấp độ thứ hai là cấp độ cố gắng để lạc quan, là cấp độ thứ hai. Trong quá trình thì có thể, nhưng mà cấp độ này cũng không nên khuyến khích. Mà cấp độ thứ ba đó là lạc quan một cách tự nhiên, trở thành bản năng. Thật ra cuộc sống cái cuối cùng, khi chúng ta chỉ tìm về với cái cội nguồn, khi mà cái mà chúng ta hướng tới lại là những điều mang tính tự nhiên nhất, giản dị nhất, và nó đúng như là con người của chúng ta. Thế thì nếu như chừng nào chúng ta có thể trong chặng đường đấy, tất nhiên ban đầu cái việc có thể từ những bước chập chững ban đầu mới học vỡ lòng thì thôi cố tỏ ra cũng được, đúng không ạ? Chúng ta cũng không có quá là lên án, nhưng tỏ ra lạc quan với một cái mục đích, với một cái mục tiêu đặt ra rõ ràng, đó là chúng ta đang cố gắng từng bước để có thể thực sự lạc quan. Sau đó rồi đến bước thứ hai là cũng vẫn thấy vất vả đấy, nhưng cố gắng. Nhưng đến bước thứ ba bao giờ nó trở thành một cái tự nhiên của con người, thì lúc bấy giờ chúng ta sống với đúng cái bản ngã của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta tận hưởng cái cuộc sống. Thì mình nghĩ rằng thì là mọi người cứ xem lại xem là chúng ta đang ở cái cấp độ nào, thế và sau đó từng cấp độ một thì chúng ta đều có thể cố gắng để đến cuối cùng. Có lẽ là lần lượt mọi người sẽ phải đi qua những cái cấp độ đấy, vì như bác sĩ nói, như anh Sơn có nói là chúng ta sẽ phải luyện tập. Sự lạc quan có lẽ cũng phải luyện tập. Chính xác ạ. Và trong cả cái chặng cố gắng cũng còn rất là dài. Có thể cố gắng rất là nhiều, xong cố gắng giảm dần đến một lúc nó đến nó tự nhiên mà. Nhưng miễn là chúng ta phải nắm được lộ trình, chứ không phải là cứ mãi và chúng ta mắc có kẹt. Mục đích, có mục tiêu, biết được lộ trình, biết được lập ra được cái kế hoạch. Thực sự là ngày hôm nay từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta đã nói về rất nhiều điều, những điều đã qua, những điều đang tiếp diễn và cả những điều mà đâu đó sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Vậy bây giờ cụ thể để gọi là có một cái phương pháp detox tinh thần giúp cho chúng ta có thể chuẩn bị cho mình một tâm thế thật là tốt để hướng tới năm mới, thì bác sĩ sẽ có lời khuyên nào đây ạ? Trong hơn 2 năm Covid thì mình cũng là cái người rất là nỗ lực để làm những chương trình về vaccine tinh thần. Và sau đó thì mình có ra một cái cuốn sách nhỏ, nhiều video nhỏ, trong đó nó là cái bộ gọi là detox tinh thần, 7 ngày detox tinh thần. Thật ra nó cũng không hẳn là chỉ là y học, nó cũng không hẳn chỉ là tâm lý, nó có một chút gì đó và khoa học, là tâm lý, là cuộc sống xã hội. Các bạn sẽ cần phải trải qua nhiều những cung bậc. Ví dụ như là trong detox tinh thần chẳng hạn, thì cái bài đầu tiên đấy là câu chuyện là sắc màu cuộc sống. Bạn sẽ cần phải nhìn nhận lại và nhận định lại cuộc sống của mình, bạn đang pha những màu gì vậy? Cuộc sống của bạn ngày hôm nay, bạn ngày hôm nay bạn đang pha những màu gì? Màu sắc nó như thế nào? Thế rồi sau đó rồi đến tiếp theo những cái sắc màu cuộc sống, thì đến cái bước tiếp theo, vấn đề về cây phiền muộn, bạn đã đang nuôi cây phiền muộn của bạn như thế nào? Bạn đang có những cây phiền muộn ra sao và cái cách bạn nuôi dưỡng nó ra sao? Rồi tiếp tới nữa là những câu chuyện về làm chủ con thú dữ trong bạn, chính là ban nãy chúng ta nói về làm chủ cơn nóng giận. Thế rồi thì là bảo vệ đứa trẻ bên trong, đấy là câu chuyện chúng ta bắt đầu quay trở về trong để chúng ta chữa lành, bảo vệ một cái em bé ở bên trong không tổn thương ra sao, vân vân. Rồi là học cách nói lời yêu như thế nào. Tất cả thực ra trong khuôn khổ một chương trình này thì mình sẽ không thể nói hết được. Có những bạn có thể ngay trên fanpage của bọn mình hoặc là trên các cái phương tiện bọn mình đều công khai chia sẻ cái detox tinh thần đó, bởi vì mình nghĩ rằng thì là nó là một trong những cái gợi ý, một trong những cái cách thức để mọi người có thể dựa vào đó. Thậm chí mình rất là cảm động khi mà có rất là nhiều người ngày này qua ngày khác, mọi người chỉ đơn giản là mỗi ngày mọi người cố gắng luyện tập, và đến một ngày nào đó các bạn nhớ nhé, là khi từng bài một, khi các bạn tập luyện như thế, đến một ngày nào đó tự nhiên bạn mới nhận thấy là ô, không phải ngay lập tức đâu nhá. Ngày hôm nay cái bầu trời của mình, cái sắc màu cuộc sống mình như này, nhưng có thể một tháng sau, một năm sau cái sắc màu của mình nó khác. Mỗi ngày mình vẽ một nét mà. Thế thì tất cả những cái bức tranh cuộc sống đó, tô màu cuộc sống đó, rồi tất cả những câu chuyện đó, mình nghĩ rằng thì là mọi người có thể từng bước một, một trong những cái cách thức khoa học đó là vẫn quay trở lại với câu chuyện đó là chúng ta hãy trung thực với chính bản thân chúng ta. Hãy nhìn nhận cái vấn đề của chúng ta trung thực như nó vốn có, đối diện với nó, và sau đó thì dùng các cái phương pháp khoa học để có thể tiếp tục đi. Vậy còn anh Sơn thì sao ạ? Nghe những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì anh có một nhắn gửi, một thông điệp nào với quý vị khán giả không ạ? Cuộc sống sẽ được kiến tạo bởi sức khỏe, cảm xúc và tinh thần. Và anh rất muốn tất cả chúng ta, không riêng gì các bạn trẻ đâu, sẽ học cách để cân bằng cái điều đó.
chúng ta hãy trở thành những người tích cực thực sự. Khi mà chúng ta có sức khỏe tốt rồi đúng không, thì ngày nào chúng ta cũng cứ tràn đầy niềm vui và năng lượng làm việc, chắc chắn chúng ta cũng sẽ hạn chế được những cái sự tiêu cực đến với mình. Khi mà chúng ta giữ được một cái tinh thần luôn luôn và vững vàng thì chúng ta cũng sẽ có thể đón nhận được tất cả những cái câu chuyện đến với mình và chúng ta sẽ giải quyết nó, chứ không phải là sự trốn tránh. Khi mà chúng ta có được một cái sự tập trung vào và để chúng ta xử lý tất cả những cái câu chuyện khi đến với mình không giống như ý mình, không theo ý mình chẳng hạn, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là kìm hãm cái sự nóng giận đó, chúng ta đi về với thiền tịnh. Thiền tịnh không phải là việc mà bạn phải ngồi bạn nghe nhạc thiền đâu, mà với Sơn là khi bạn tập trung hoàn toàn tâm trí của mình vào một việc gì đó, chẳng hạn như là nấu một món ăn này, đọc một cuốn sách này, hay là vẽ một cái bản vẽ gì đó, thì khi bạn dành cái tâm trí của mình cho một cái sự tập trung như vậy thì chắc chắn là bạn cũng sẽ nhanh chóng là quên đi những cái câu chuyện và phiền não trong cuộc sống. Lý thuyết thì chúng ta vẫn cần nắm vững, nhưng mà để vận dụng như thế nào thì có lẽ là mỗi người sẽ phải có cái độ hiểu để áp dụng vào trong bản thân của mình. Với một cái chủ đề này thì cá nhân Mai Anh cũng còn quá là nhiều câu hỏi để dành cho hai vị khách mời, nhưng mà thời lượng chương trình thì có hạn và có lẽ ngay bây giờ xin phép sẽ phải nhường thời lượng dành cho các câu hỏi của quý vị khán giả. Khán giả có địa chỉ email trangnguyen@gmail.com hỏi: em vừa trải qua một mối quan hệ độc hại, điều đó khiến em bị ám ảnh, có cách nào để em thoát ra được trạng thái này không thưa bác sĩ? Rất là chúc mừng em là bởi vì em đã làm được bước đầu tiên, đó là em đã nhận ra đó là mối quan hệ độc hại. Một cái điều khó nhất đối với mọi người đó là nhận ra được. Cái đó là một cái sự nguy hiểm. Khi chúng ta đã nhận ra được đó là một mối quan hệ độc hại, khi mà chúng ta đã ý thức được điều đó thì cái việc các bước tiếp theo của bạn chỉ đơn thuần thôi. Đó là chúng ta lại quay lại trở lại công thức, nhận biết được nó, đánh giá được những cái tổn thương mà nó gây nên cho mình, đánh giá được mức độ nghiêm trọng của nó. Rồi sau đó thì giá lại bản thân mình xem là ở đây thì mình thấy em đã được cả bước 1, cả bước bước 3 rồi. Tức là đã xác định được rằng thì là mình sẽ bước qua, mình sẽ giải quyết câu chuyện đó. Vậy bây giờ đến cái bước tiếp theo đó là em hãy liệt kê tất cả các phương pháp có thể ở trong câu chuyện này. Ví dụ như là với một cái mối quan hệ độc hại như vậy, thế thì nó đang gây cái sức công phá đến bản thân em rồi đến những người xung quanh thế nào. Cái phương pháp em đặt ra nó có những phương pháp nào, phương pháp né tránh sẽ không gặp mặt nữa, sẽ tuyệt giao, hay là phương pháp để biến cái mối quan hệ đấy thành một mối quan hệ bình thường như tất cả những người khác. Nếu như mà anh tốt đối với tôi, anh làm được điều này tốt với tôi thì tôi sẽ cảm ơn và tôi có thể tôi trả lại anh hoặc những cái khác. Thế nhưng mà nó sẽ mang tính thuần túy hơn, nó sẽ mang tính gọi là sòng phẳng hơn, rõ ràng hơn ở những mối quan hệ ở vòng ngoài. Mình cứ hay nói là khi các bạn xác định bất kỳ một mối quan hệ nào thì hãy nhớ cuộc sống nó là nhiều vòng tròn khác nhau. Cái vòng tròn trong cùng ấy, cái vòng tròn cực kỳ hẹp chính là vòng tròn của bản thân mình, chính là mình ở trong đó và mình làm chủ toàn bộ những gì mình có thể làm chủ được. Thậm chí bản thân mình cũng chưa làm chủ được toàn bộ mà, đúng không? Thế thì sau đó những vòng tròn mở rộng hơn là những người thân của mình, ai là những người thân trong gia đình thế nào, vòng tròn thứ ba như thế nào, vòng tròn thứ tư. Thế thì khi mà bị tổn thương bởi những vòng tròn bên ngoài thì hãy nhớ rằng hãy quay về những cái vòng tròn mà mình luôn luôn an lành nhất, là những cái vòng tròn càng nhỏ càng bên trong thì mình càng an lành. Thế thì với những cái tình huống này thì bạn hãy liệt kê ra các cái phương pháp đó, xem là những ai hoặc bản thân mình ở những vòng tròn nào có thể có những phương pháp nào. Và sau khi liệt kê ra rồi thì mình nghĩ là khi xác định được mục tiêu rõ ràng, nhận biết được vấn đề thì chẳng có cái gì mà không lành được cả. Những cái gì độc hại thì nên tránh xa nó ra, cuộc sống bây giờ còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Bọn mình cứ nói vui ấy, tức là cơ thể chúng ta là một cái nhà máy. Không phải vì là bác sĩ mà mình khuyến khích câu chuyện dùng thuốc đâu, không hề. Mình luôn luôn nói với lại các khách hàng, các bệnh nhân của mình là cố gắng hạn chế tối đa cái việc phải dùng thuốc, thậm chí kể cả vitamin. Bởi vì làm sao cơ thể con người nó kỳ diệu lắm. Nó tự nó sản xuất được ra thuốc bổ và tự nó sản xuất ra thuốc độc. Nó ở tinh thần mình nhiều. Khi mình tâm trạng mình vui vẻ, phấn khởi, nó sẽ sinh ra một loạt các cái hormone gọi là hormone hạnh phúc. Và những hormone hạnh phúc đấy giúp cho cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều, tim mình khỏe hơn rất nhiều, não mình khỏe hơn rất nhiều và cả cơ thể mình rất là mạnh khỏe, quá bằng là vitamin. Nhưng nếu khi mình đau buồn, hãy nhớ rằng là những cái cảm xúc mang tính tiêu cực, đau buồn, căng thẳng, stress các thứ, nó sẽ sinh ra những hormone tiêu cực. Trong đó các bạn, nếu các bạn hình dung là rất nhiều những cái cortisol nó có hại vô cùng luôn. Vậy thì hãy xác định và dừng lại luôn. Khi mà đã là thuốc độc rồi thì hãy dừng lại. Người ta có thể đưa thuốc độc đến cho mình, nhưng cái việc mình có sử dụng nó hay không, đấy là quyết định của mình, lựa chọn của mình. Cuộc sống thì nó rất là tươi đẹp. Mà bây giờ bắt đầu một năm mới rồi, một sự khởi đầu mới đi, với tất cả những cái tràn trề những yêu thương. Và từ ngày giờ phút này, bạn hãy luôn luôn tự nhắc trong tâm bạn là hãy sản xuất ra thuốc bổ đi. Cơ thể hãy sản xuất thuốc bổ đi. Và không có cách gì khác ngoài việc đó là một tinh thần thực sự lành mạnh, thoải mái. Bạn tin mình đi, hoàn toàn khoa học.
nó sản sinh ra oxytocin là hormone yêu đương, nó sản sinh ra rất là nhiều những cái hormone mà vô cùng tốt cho bạn. Khán giả có địa chỉ Facebook Hồng Ngọc Nguyễn hỏi: sang năm mới là năm đầu tiên em bắt đầu đi làm, vì chưa có kinh nghiệm nên tâm lý em rất hoang mang lo lắng, em cần phải chuẩn bị gì để có tâm lý sẵn sàng và ổn định hơn thưa bác sĩ? Lại một câu hỏi khó, mà về những lĩnh vực này thì không có một câu trả lời cố định đâu. Nhưng bạn lại nhớ lại trong chương trình chúng ta đã nói về những chuyện đầu tiên là chuẩn bị kiến thức. Khi bạn chuẩn bị đi làm, tức là vào một môi trường mới, giống như bạn, mình hay nói là giống như mình bước vào tham gia giao thông ấy. Thế thì khi mình đi đến một con đường lạ, mình đi đến một nơi lạ, mình sẽ phải tìm hiểu về nơi đó. Thế thì trước khi đến đó hãy tìm hiểu về nó đầu tiên, xem là giao thông của nó như thế nào, có thể đi bằng phương tiện gì, đúng không ạ? Sau đó quay trở lại xem là mình có phương tiện gì, mình có phù hợp hay không, mình có cần phải tập đi xe máy hay không. Ví dụ như bản thân mình rất là kém, thế mình có cần phải tập xe hay không, rồi những người đó ở dân ở đó ra sao. Thế thì việc đầu tiên là bạn vẫn cần kiến thức. Thứ hai nữa là những kỹ năng. Kỹ năng thì không thể nói ngày một ngày hai bạn có được. Những kỹ năng đó là những kỹ năng bạn được rèn luyện từ khi còn rất là nhỏ cho đến khi bạn đi làm. Ở đây nó là kỹ năng đối xử với đồng nghiệp, với nhau, những cái kỹ năng sống được ứng dụng trong một môi trường công việc và cả một môi trường cuộc sống nữa, bởi vì không phải chỉ toàn bộ là công việc. Thậm chí từ những kỹ năng rất là nhỏ, từ những kỹ năng về sử dụng phòng vệ sinh thế nào, sử dụng những cái phương tiện, những cái thiết bị chung ra sao, vân vân, thì đấy là câu chuyện thứ hai bạn nên tìm hiểu. Thế và câu chuyện thứ ba, con người không ai có hoàn thiện được, mình có thể còn những khiếm khuyết, nhưng nếu mình bước vào một môi trường mới, ngay khi mình đi đến một nơi nào mới, nói thật, khi mình làm điều gì đấy, mình đều có thể, mình đều rất là bày tỏ cái chuyện đấy là tôi là người mới. Nếu có điều gì không phải thì mọi người dạy tôi, không sao cả. Với ba cái đó thôi, nếu bạn có kiến thức, bạn chuẩn bị phần kỹ năng, và cái thứ ba nữa là bạn hết sức là trung thực, hết sức là cầu thị, thẳng thắn với mình, thì mình tin là bạn sẽ vững tin để vào một môi trường mới. Rất cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng với 30 phút vừa qua của chương trình có thể cung cấp cho quý vị thật nhiều thông tin bổ ích, và chúng ta sẽ có một tâm thế sẵn sàng hơn để chào đón một năm mới đang tới. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.